Nhá, em xin chào các bác này. Đây. Đây là em có một cái máy không phải iPad mà đây là một cái kiểu notebook của Android. Đấy. Máy của dòng ấy nhá, của dòng máy của Sơn Ca, máy của hãng Sơn Ca các bác ạ. Đấy, hãng Sơn Ca. Đấy, máy của hãng Sơn Ca người ta sản xuất nhá. Con này nó đang hết pin. Đấy, tại vì nhà cái này là nhà em bán ngày xưa là đây là cái máy tính bảng chọn bài của Sơn Ca để đồng bộ cho máy cho các cái dòng máy Sơn Ca Media đấy để chọn bài trên cái máy tính bảng này. Đấy, thì cái máy tính bảng ngày xưa nhà em mua bán cũng rất là nhiều đấy và giá không hề rẻ các bác nhé, nó khoảng 3 triệu 4 triệu một cái máy tính bảng này đấy, thời kỳ đỉnh cao của Sơn Ca Media đấy, của Agnos đấy. Nhưng mà cái này thì đây là hàng tồn nhé, em xin nói đây là hàng tồn đấy, nó tồn cũng phải được mấy năm rồi. Đấy, em mà bán nó xả cái này đi cho các bác là về nghịch ngợm và khám phá nhá. Đấy. Máy này hiện tại đang hết pin nên em không test được nhiều. Nhưng mà nhìn chung là con này nó sở hữu hệ điều hành Android và có thể vào set player để nó cải tải các cái ứng dụng về để nghịch chơi. Đấy thì hiện tại là em chưa đăng nhập nên là mình sẽ về, các bác sẽ tự đăng nhập vào tài khoản Google các bác để các bác tải các app về nhá. Được không ạ? Còn ở đây là em sơ bộ cho các bác thấy là ở trên máy nó vẫn còn đang lên này. Đấy. Và máy này nó cũng để cũng khá lâu rồi nên là em cũng cũng nói thật là về cái máy để chọn bài thử đấy không có, nhưng mà đây cái này nó sẽ có cái phần karaoke connect này. Và đây là chính là cái app để chọn bài cho Sơn Ca Media, là các cái đầu của các nốt karaoke nhá. Thế thì mình sẽ vào cái app này. Trong app này nó sẽ có đây các cái bài 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 hát này, các bác nhìn thấy không ạ? Hãng Sơn Ca người ta đã tải sẵn vào đây cái bài hát ở trong này rồi để đồng bộ với cả cái máy Agnos của các bác sẽ có một cái máy Agnos nhá. Máy Agnos các bác sẽ đồng bộ wifi của máy này với cả cái con iPad này, rồi mình sẽ cái này không phải iPad, cái này notebook đúng hơn. Sau đó mình chọn bài đấy. Đấy. Thì mình ấn đấy, thì bây giờ hiện tại không kết nối nên mình sẽ phải tìm kiếm đấy, có đấy, bắt đầu nó đang dò tìm đầu máy nhá. Đấy, không thấy đầu máy đấy. Tóm lại là cái này thì để muốn làm chọn bài cho Agnos nhé thì các bác có thể là tìm hiểu thêm trên mạng nhé, rất nhiều các cái clip mà hướng dẫn cái này đấy. Còn ở đây là em giới thiệu qua cho các bác biết như thế nhé, là cái máy này nó là như vậy. Với cái máy này bây giờ thì nói chung là em bán thanh lý được, các bác về có thể là cho con nghịch cũng được. Em bán ngay rẻ lắm nhá, 390.000 thôi. Đấy, bán thanh lý 390.000 không bảo hành nhá, về chúng ta tự tự ấy. Pin hiện tại là em đang để lâu, nó đang hết cạn pin, là em đang phải cắm nguồn trực tiếp vào để dùng nhá. Đấy. Thì sạc nó vừa lên được 2% thôi, nhưng mà cái dây sạc này nó dài quá nên nó vào nguồn rất là chậm. Đấy, nên là bây giờ nó bắt đầu tụt về 0% rồi. Đấy. Thế nói chung là con máy này là còn ok. Tính này còn đang ok nhá. Này. Này. Em lấy cho anh cái bọc của nó với. Đấy, cái máy tính này nó sẽ là đây. Tabnet PC đấy, của Agnos, mã là con ST102 nhá. Các bác nào thích cứ thử xếp thử con ST102 này xem giá bây giờ nó bao nhiêu nhá. Em bán có 390 thôi, còn ở đây là nó sẽ kèm theo cho các bác ở đây là một cái bộ da để có thể chống nước. Đấy. Kiểu ôi ốp chống nước nhá. Đấy, thì cái này em sẽ đóng kèm được các bác luôn. Đấy. Về cách ấy thì là con này ốp vào như nào nhỉ? Đây đây chắc là có hai cái cạnh này, hai cái cửa hai bên này thì mình đặt cái máy vào trong này. Đặt cái máy vào trong này. Đấy, xong rồi là mình ốp cái này vào đây, ép vào lên. Đấy, kiểu dạng như này. Chắc là phải chiều này mới đúng bởi vì nó còn có liên quan đến cái này đây. Đấy nhá. Đấy, thì ốp vào đây kiểu dạng vậy, thì các bác về các bác xem ốp như nào nhá. Lâu lâu rồi em quên bén cách cách ốp rồi. Đấy, chung ốp cái này xong rồi hình như còn cái cao su để ốp lên trên nữa này nhá. Đấy, cao su này còn ấn ấn vào trong nữa này. Đấy, còn cái cao su này viền vào đây nữa này. Đấy, để chống nước các kiểu nhá. Ok nhá, thì là con này bán là 390 thôi. Đấy, bác nào muốn hệ cho bên em nhé.